Một pháo úi rồi. Úi rồi. Cái đàn anh này nó vẽ kìa. Cái nhà ơi. Quay 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 quay. Kéo bơ nóng không? Nóng ngay. Còn gì? Nóng không? Tôi phải quay được. Chắc đâu. Cần kia cũng lôi. Ai vô? Vọt đây. Đấy. Đi đấy, con này. Đúng không? Đi. Ý. Chép đi. Chữa tháng á. Yeah. Đúng bụng luôn, bỏ phạt. Từ đấy tôi quay mặt con à? Đấy là chết. Con này nó đúng là cá to, nó ăn nó nuốt luôn vậy nhỉ? Nó đi luôn, nhìn nó không hiểu như mình câu này. Ừ, ăn như hiểu câu. Cầu thì cắn mãi không chết. Ui giời, cái quay còn nữa. Đấy. Mút pháo úi rồi. Ui. Úi rồi. Cái đàn anh này nó vẽ kìa. Cái nhà ơi. Quay anh. Kéo bơ ra bơ anh ấy. Rồi, được con chấm chép. Ủa rồi nhai. Kéo trơn nhá. Con gì vậy sấy? Ủa con kia rơi rồi. Thôi để thả cái túi xuống nó chết to hết cá rồi. Úi dồi ơi, rồi. Em không có gì để rồi. Lên con. À, to đe. Chép này vợ bầu ăn được không? Đẳng cấp, chép này bầu ngon quá luôn đấy. Ôi, Mày mang cái túi nào để thả nhỉ? Cái túi nó to muộn vô chứ. Đi núi này này. Cửa này không đi. Sao mà em cầm không? Cho vào cái sọt kia rồi sợi kìa. Nó khủng nhau rồi. Để quá. Đi, tí kéo cá mà. Đấy, cái mồi này là chỉ có cá chép nhỉ. Ui giời ơi, đau hết tay rồi. Hết giờ về thôi anh em ơi. Xin chào, hẹn lại các bác trong video tiếp theo nhé. Nặng lắm rồi. Hồ nhà cô siêu rộng luôn. Hai hồ anh em nhé. Nhà ta còn cái chỗ kia nữa kìa. Chỗ kia là hơn mẫu ra cho cái thằng nó ra, cũng ở tâm hưng nhà máy kìa. Ngoài còn hơn một mẫu nữa. Vâng. Đầm cô rất rộng, rất nhiều cá hôm nay. Ôi giời, anh em mình nhá. Ôi, chẹp bự. À, lên được hai con chép anh nhỉ. Phê. Hẹn anh em chủ nhật tuần sau nhá. Mấy cân 10 cân rô phi.